tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Bảy Diễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên của tác giả Nguyên Hùng. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Lực lượng Bình Xuyên. Trong những ngày đầu kháng chiến, Sài Gòn có rất nhiều đơn vị bộ đội lấy tên địa phương mình, như bộ đội Thủ Thiêm, bộ đội Tân Quy, bộ đội Bà Quẹo, hoặc lấy tên người chỉ huy như bộ đội Mười Trí, bộ đội Bảy Viễn, bộ đội Ba Dương. Trùm lên tất cả là 4 sư đoàn chính quy. Đệ nhất sư đoàn gồm phần lớn là lính tập của Pháp để lại. Chỉ huy là Kiều Công Cung, Trần Tử Oai, Trương Văn Dầu, Nguyễn Văn Quang. Đệ nhị sư đoàn của Vũ Tam Anh, đệ tam sư đoàn của Nguyễn Hòa Hiệp và đệ tứ sư đoàn của Lý Huy Vinh, một người Tàu Lai, học khá, có bằng Thành Trung. Nhưng các sư đoàn này chỉ quen ăn diện đẹp đẽ để diễu hành qua các đường phố, khi đụng trận thì quăng súng chạy dài. Còn bộ đội dân quân thì có gì mặt nấy, chỉ có tầm vong giạc nhọn, dao găm, mã tấu, nhưng lâm trận thì như gà cao lãnh, thà chết tại trận tiền chứ không chạy xịt. Dân giang hồ Bình Xuyên được đặc biệt chú ý trong các cuộc xuống đường biểu dương lực lượng. Rất nhiều nhóm lẻ tẻ từ Thủ Thiêm, Tân Thuận, Phú Xuân, Tân Quy, Chánh Hưng, Bình Đăng, Cần Duộc tập hợp lại, suy tôn Ba Dương, tức Dương Văn Dương, làm chỉ huy trưởng. Chánh Bình Xuyên được anh Sáu vào giao giữ khu vực từ cầu Tân Thuận tới cầu Sập Bình Đông, gọi là mặt trận số 4. Anh Bảy Trân, Nguyễn Văn Trân, từng học ở Pháp và sang Nga học trường Đông Phương, làm ủy trưởng quân sự. Trong bộ sậu chỉ huy bộ đội Bình Xuyên, Ba Dương được chỉ định làm chỉ huy trưởng. Ông Tám Mạnh, Nguyễn Văn Mạnh, thầy võ ở Chánh Hưng làm chính trị viên. Các ban bộ được bố trí như sau: Ba Dương phụ trách ban do thám, Sáu Đối phụ trách ban sưu tầm vũ khí, Ba Ban tức Trương Văn Ban, chủ tịch quận Cần Duộc phụ trách ban tiếp tế, Sáu Tùng dân anh chị xóm chiếu phụ trách ban vận động ủng hộ kháng chiến. Các nhóm bộ đội trong mặt trận số 4 gồm bộ đội Ba Dương ở Bến Đò, cầu Rạch Đĩa, bộ đội Sáu Đối tức Trần Văn Đối và Sáu Thơ ở Tân Thuận, bộ đội Chính Phải tức Quách Văn Phải, Tám Mau 513 ở Tân Quy, bộ đội Hai Soái ở Phú Xuân, bộ đội Đoàn Văn Ngọc ở Chính Mập, Dương Văn Đức ở Tân Thuận, bộ đội Chính Hiệp ở Bến Đò Tân Thanh, bộ đội Mười Đen ở Kho Cảng Khánh Hội, bộ đội Mười Lực Ngô Văn Lực, Bảy Môn Võ Văn Môn, Tám Hoe Nguyễn Văn Hoe ở Thủ Thiêm, bộ đội Ký Huỳnh Nguyễn Văn Huỳnh ở Bình Đăng, bộ đội Tám Mạnh Nguyễn Văn Mạnh ở Chánh Hưng, bộ đội Tư Hoạnh ở cầu Ông Thình, bộ đội Ba Ban ở Cần Duộc. Trong số các thủ lĩnh nói trên có không ít dân lục lâm thảo khấu như Tư Hoạnh, Ký Huỳnh. Phần lớn dân anh chị kể trên đều ít nhiều quen biết với Bảy Viễn, thế nên Bảy Viễn muốn nắm cả khối giang hồ theo kháng chiến này để nhảy lên làm lãnh tụ. Tuy nhiên xét về tài đức thì Bảy Viễn tự thấy mình kém xa Ba Dương. Anh Ba Dương quê Bến Tre, lên Sài Gòn làm ăn từ nhỏ. Nghề chính của Ba Dương là dạy võ gần cầu Rạch Đĩa, làng Tân Quy. Do nắm được các băng đảng làm ăn trên kinh cây khô ngay cửa ngõ Sài Gòn, anh Ba kiêm luôn nghề bảo hiểm bình dân, tức là tìm lại tài sản các chủ ghe thương hộ bị đánh cướp khi có yêu cầu. Đôi khi Bảy Viễn để lộ ý đồ của mình thì đụng ngay phản ứng của dân Bình Xuyên. Bảy Rô trong nhóm bảo vệ anh Ba Dương cùng năm 13 và Chính Mập thường chê Bảy Viễn là dân hào mé, tức không có dây mơ rễ má gì với dân lục lâm thảo khấu trên sông nước Nhà Bè, Cần Duộc. Mà đúng vậy, Bảy Viễn là dân chuyên ăn hàng trên bộ, đánh cướp các tiệm vàng ngoại ô, đôi khi liều lĩnh đi hát ngay giữa chợ lớn. Trong những ngày đầu kháng chiến, Bảy Viễn chỉ lo bảo toàn lực lượng, tay tới thì rút lui. Trong khi đó, bộ đội Ba Dương và Tám Mạnh liên quân đánh đoàn tàu kéo trên kinh cây khô, làng Phước Lộc, Nhà Bè. Liên quân toàn thắng, thu một tàu kéo, một xà lan, 4 ghe đầy lương thực. Tình chiến thắng tới tay khu trưởng khu 7 Nguyễn Bình. Nhận thấy lực lượng Bình Xuyên là đơn vị lớn nhất ở miền Đông, anh Ba Bình phái Lương Văn Trọng và Nguyễn Văn Lội làm phái viên của khu bên cạnh Ba Dương. Sự chọn lựa này rất khéo vì anh Trọng là công nhân gốc Hải Phòng vào Nam, sinh sống từ đầu năm 1940. Khi kháng chiến bùng nổ, hai Trọng gia nhập bộ đội Ba Dương và được anh Ba tin tưởng vì có trình độ văn hóa, tú tài về chính trị. Tướng Leclerc tới Sài Gòn. Ngày 5 tháng 10 năm 1945, tướng Leclerc
tới Sài Gòn. Đây là một ngày lịch sử đối với người Pháp ở thành phố lớn nhất xứ Nam Kỳ. Từ hồi Nhật đảo chính ngày 9 tháng 3 năm 45, người Pháp bị Nhật tàn sát và nhốt trong trại Ông Dèm, tức trung đoàn 2 bộ binh. Chỉ đến lúc quân Anh ấn của tướng Razier tới Sài Gòn giải giới, quân Nhật bại trận, người Pháp mới được giải thoát. Trước khí thế của nhân dân Việt Nam vừa cướp lại chính quyền trong tay quân Nhật, người Pháp ở Sài Gòn không còn hống hách như xưa nữa. Nói theo người bình dân thì người Pháp lúc đó như con mèo ướt. Họ khiếp vía trước các toán dân quân. Trong tình thế ấy, chiến hạm Champagne chở đầy lính cập bến Sài Gòn là một nguồn tin đầy phấn khởi cho người Pháp. Kế đó là sự kiện tướng Leclerc tới Tân Sơn Nhất, lập tức xe jeep đưa ngay về dinh toàn quyền, tức là dinh độc lập sau này. Tại đây, hàng ngàn người đội nắng dầm mưa đón danh tướng đại giải phóng Phan kết thúc mấy năm nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Đầy chủ quan, Leclerc hên quang tuyên bố: "Chúng ta sẽ quét tan Việt Minh trong 3 tuần lễ." Và Leclerc bắt đầu nóng ra, đánh chiếm các tỉnh miền Đông như Biên Hòa, Thủ Dầu Một. Sau đó chỉ mũi nhọn về miền Tây, đánh chiếm Long An, Mỹ Tho. Giày dép còn có số. Theo chỉ thị của khu trưởng Nguyễn Bình, các chi đội ở miền Đông đều tổ chức một đội công tác thành, làm nhiều chức năng như thám báo, trinh sát, quyên góp tiền bạc, thuốc men, quỹ lão chiến sĩ. Một hôm, tổ trưởng báo cáo có gặp một người tên Thomas Phước từ Côn Đảo về là bạn của Bảy Viễn. Lập tức Bảy Viễn hỏi ngay: "Thomas Phước là thầy của tao ở ngoài đảo. Có lẽ ông ta về trong chuyến tàu Phú Quốc ra đảo rước tù về hồi tháng 9 45. Bây giờ ông ta ở đâu?" "Ở cầu Muối, đường Bô Rết, tức là đường Ký Con ngày nay." Gặp lại Thomas Phước trong một con hẻm nhỏ, đường Dumontier, tức đường Cô Bắc ngày nay. Bảy Viễn rất mừng, hai anh em hàn huyên tâm sự bên các chai bia con cọp. Thomas Phước nói: "Mừng cho chú đã chọn được một con đường đi đúng. Ngày xưa giang hồ, ngày nay chiến sĩ bưng biển. Nếu tôi còn trẻ, tôi sẽ xin vô chi đội chính của chú." "Bây giờ cũng không trễ đâu, anh làm cố vấn cho tôi." Thomas Phước cười: "Chú không nên lẫn lộn thời bình với thời chiến. Thời bình thì tôi làm cố vấn cho chú được, nhưng thời chiến, nay đây mai đó, làm sao tôi đủ sức hành quân với chú được. Bây giờ tôi kể chuyện Côn Đảo cho chú nghe. Chú còn nhớ thằng Giao không? Sau khi Nhật rút khỏi Côn Đảo, Giao giết thằng Bonifaci, là tên ác ôn nhất trên đảo. Anh em nô nức chuẩn bị về đất liền, nhưng tôi nói để anh em bớt thất vọng. Nếu có tàu ra rước tù về thì người ta chỉ rước tù chính trị mà thôi. Thứ thường phạm rước về làm chi cho mệt, vì anh em chứng nào tật nấy. Quả đúng như tôi nói, tàu Phú Quốc và 20 mấy ghe của ta tới vào cuối tháng 9 chỉ rước chính trị phạm. Anh em thường phạm thất vọng quá, nhiều người đóng ghe để tự vệ. Trong số này có Sơn Dương, một người ở tù lâu nhất trên đảo. Sau đó vài ngày, tàu Phú Quốc trở ra, lần này vét hết cả tù chính trị lẫn thường phạm. Anh em ở lại bầu ủy ban hành chính Côn Đảo, Sơn Dương đắc cử chủ tịch. Chú thấy không, con người ta ai cũng có số, từ tù nhảy lên làm ông chủ tịch." Bảy Viễn gật cù: "Giày dép còn có số, nói gì con người. Thôi bây giờ mình nói chuyện đánh tay. Đại ca về đây giữa vùng tạm chiếm nguy hiểm quá, thế nào cũng bị bố ráp. Nếu bị bắt lại, đại ca sẽ bị tống ra đảo lần nữa. Mà lần này thì có nước chôn sát nơi hàng keo, hay là đại ca theo tôi đi." Thomas Phước lắc đầu: "Mình nằm đây không phải như con cua nằm trong hang chờ thiên hạ thọc kệ vô bắt đâu. Mình đang chỉ huy một nhóm cảm tử. Những vụ ném lựu đạn các quán rượu ở đây là do bọn này đó." Bảy Viễn bắt tay Thomas Phước: "Quán hô đại ca, đại ca đúng là sư phụ của Bảy Viễn này. Ngoài đảo cũng như trên đất liền, đại ca lúc nào cũng ngon lành, nêu gương trượng phu hơn người. Thôi mình xin phép về, nếu cần chi viện súng đạn thì cho biết, mình sẽ giúp ngay." Một tuần sau, tin dữ bay tới Mười Trí. Thomas Phước bị tay bắn chết trong một cuộc dây ráp ở đường Bồ Rệt. Nhóm cảm tử của Thomas Phước chiến đấu ác liệt, vừa nổ súng vừa rút qua đường Kitchener, tức là Nguyễn Thái Học. Hai tin này, Bảy Viễn ra lệnh ban công tác chi đội chính phải đánh trả thù cho Thomas Phước ngay. Bản thân Bảy Viễn cũng tham gia và chỉ huy một cánh. Trên đường Marseille, cũng trong vùng cầu Muối, Bảy Viễn bắn chết tên chỉ huy tiểu đội Trà Chớp. Ngoài ra còn có 3 tên Trà Chớp bị hạ tại chỗ. Sau đó Bảy Viễn tổ chức trọng thể lễ mặc niệm người anh trong tù và nay là liệt sĩ Thomas Phước. Nhờ công hoạt động của ban công tác chi đội chính mà Bảy Viễn tạo uy tín, gỡ gạc những vụ rút chạy trước đây.
Riêng Tám Tâm thì vẫn bí mật theo dõi hành tung của hai tân binh họ Lai. Tân binh nhưng chúng lại được ăn trên ngồi trước. Thiếu tướng Ba Dương nghe theo lời hiệu triệu của Ba Dương, các chi đội Bình Xuyên thi đua giết giặc lập công. Lính Chà Chớp và lính Nhật đi lẻ tẻ trên đường vắng, thế nào cũng bị anh em nhảy ra giật súng. Bảy Rô và Ba Bay trong nhóm bảo vệ anh Ba Dương ở cầu Rạch Đĩa đã nhử bọn Chà Chớp đuổi theo qua cầu Rạch Giới để bắn vào tổ ông Dò Dẻ ở trụ giữa cầu, khiến ông bu đốt bọn Chà Chớp một trận nhớ đời. Có tên quýnh quá quăng súng nhảy xuống sông vẫn không thoát khỏi đội quân Cam Tử có cánh. Trong những trận kéo tấn công bót Thương Khẩu Khánh Hội, bắt sống trưởng đồn Paul Young, rồi thừa thắng xông lên giải thoát 60 thanh niên bị bắt giam, bộ đội bảy diễn đánh sở cứu hỏa trên đại lộ Gallieni, tức Trần Hưng Đạo. Chiến hạm Triumphant Supreme và soái hạm Richelieu đổ quân Pháp xuống Sài Gòn, tạo thế mạnh cho quân đội Pháp. Chúng chiếm hai tỉnh Thủ Dầu Một và Biên Hòa dễ dàng nhanh chóng. Tiểu đoàn Âu Phi và đại đội Commando Fonsantier cộng thêm lính thủy quân với quả lực hùng hậu tiến quân như vũ bão. Cũng trong thời gian này, sư đoàn 20 Hoàng gia Anh tới Sài Gòn. Bọn Pháp vui mừng như hùm mọc thêm cánh. Cuối tháng 10 năm 45, bốn tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tân An, Mỹ Tho thất thủ. Trước tình thế đó, tướng Nguyễn Bình quyết định đánh lớn để lấy lại uy thế. Kế hoạch đề ra là đánh vô thị xã Biên Hòa vào đầu năm dương lịch, lúc Tây đang nghỉ ngơi trong niềm vui chiến thắng. Ăn Tết xong, đoàn quân lên đường vượt sông Xoài Rạp, vô đất Gò Công, đi tắt tới Bến Tre. Gặp giặc thì đánh, khí thế sung thiên. Tới Châu Bình thì đụng giặc càng lớn. Một anh thư ký văn phòng chìa trước mặt anh Ba Dương một xấp giấy thuế thân. Tay bao dây bốn phía, mình chỉ có nước chém dè. Đây, anh Ba lấy một tờ để giả dạng thường dân rút ra khỏi vòng dây. Ba Dương xé nát tờ giấy thuế thân, nghiêm nghị nói: chỉ huy mà đụng giặc chạy trốn thì đâu phải là chỉ huy nữa. Anh em nghe tôi, giấu súng chém dè, xong sẽ tập hợp lại. Mấy chiếc Spitfire lên bắn dọn đường cho bộ binh. Anh Ba không xuống hầm mà chạy vòng quanh cây rơm, nhưng anh chậm chân bị trúng đạn té sổng xoài dưới mương ruộng. Mất chủ tướng, đoàn quân mất tinh thần, chỉ biết tìm đường trở về rừng sát. Tin Ba Dương tử trận khiến bảy viễn trở lại ý đồ muốn xưng thủ lĩnh Bình Xuyên. Ngài khu bộ phó Ba Dương bị Spitfire bắn chết tại sở chỉ huy ở ấp Bình Phương, xã Châu Bình, ngày 17 tháng 2 năm 46. Chỉ huy phó Trần Văn Đối, tức Sáu Đối, đưa bộ đội Bình Xuyên liên chi 23 về rừng sát. Một tuần mở đường máu, đoàn quân về tới lãnh địa của mình. Hay tin Ba Dương tử trận, tham vọng từ lâu trong bãi biển lại nổi lên. Bãi biển tự thấy mình xứng đáng thay thế Ba Dương làm thủ lĩnh liên khu Bình Xuyên, gồm 7 chi đội đánh số 234, 79, 21 và 25. Hầu hết chỉ huy các chi đội này đều là bạn thân của bãi biển, như Mười Trí, Tư Hoạnh, Tư Ti. Chỉ có Năm Hà là em cùng cha khác mẹ với Ba Dương, và cha con ông Tám Mạnh, Hai Vĩnh là không tán thành ý đồ của bãi biển. Đúng như bảy viễn nhận định, anh em Bình Xuyên bầu Năm Hà lên thay Ba Dương làm thủ lĩnh liên khu Bình Xuyên. Nhưng bảy viễn và hai tay thân cận là Tư Hoạch và Tư Ti đều chê Năm Hà không đủ tầm dốc để chỉ huy. Đêm đó bảy viễn họp cấp bộ từ trung đội trưởng trở lên để thăm dò dư luận về việc bảy viễn ra tranh chức tư lệnh liên khu với Năm Hà. Dưới trướng bảy viễn có hai nhân vật ta từng gặp trước đây, đó là Ba Rùm, cháu Mười Trí ở Bình Thới, người đã tham gia đi hát trại mộc Bình Triệu và đã lãnh bản án đồng hạng 12 năm côn đảo. Người thứ hai là Năm Bé, dân Hải Phòng, từng lưu lạc vào Nam, xưng anh chị bến cảng Khánh Hội, bị đài côn đảo và đã quá giang bè của bảy viễn về đất liền. Bảy viễn đặc biệt tin tưởng hai nhân vật này do đã quen biết từ trước kháng chiến và giao cho Năm Bé phụ trách nhân sự, Ba Rùm trông coi vũ khí. Trong cuộc họp, đa số tán đồng ý kiến của bảy viễn là Năm Hà không xứng đáng là tư lệnh Bình Xuyên. Người đủ tư cách phất cao ngọn cờ Bình Xuyên là bảy viễn. Thế là bảy viễn viết thư gửi các chi đội trong liên khu mời họp để bàn việc chọn người thay thế Ba Dương. Trước cuộc họp quan trọng này, bảy viễn đã quyết định dời chỉ huy sở từ Vườn Thơm, Tân Nhật, Bình Chánh xuống rừng sát, một vùng sông rạch chằng chịt nằm giữa hai con sông lớn là Lòng Tàu và Xoài Rạp. Vị trí rừng sát cực kỳ quan trọng vì nó án ngữ đường nước từ Vũng Tàu vô Sài Gòn cũng như từ miền Tây về Chợ Lớn. Dùng rừng sát cũng có nhiều bất lợi như thiếu nước ngọt vì đây là rừng ngập mặn, thiếu đất cất nhà, dân phải che chòi trên sàn lát cây tràm hay cây đước, nhưng bù lại tôm cá dư ăn quanh năm. Vì sao bảy viễn chọn rừng sát thay vì Vườn Thơm? Sau khi Tây tấn công Sài Gòn và nóng ra các tỉnh, bộ đội Bình Xuyên phân tán, mỗi chi đội tìm một vị trí thuận lợi để đóng quân lâu dài. Liên chi 23 về rừng sát,
Ba Dương chọn Phước An, quận Long Thành đóng quân. Ông Tám Mạnh và rể Hai Vĩnh cùng rời Chánh Hưng về đảo Long Sơn. Rừng sát lại có căn cứ Lý Nhơn, cũng gọi là Xóm Tiều, là căn cứ của Bình Tây đại nguyên soái Trương Định. Trăm năm trước đã từng đốt tàu Esperance trên sông Nhật Tảo. Cuộc di chuyển đại bản doanh cũng gian nan nguy hiểm, vì trên lộ thì xe nhà binh chạy liên tục ngày đêm, còn dưới sông thì các đội gian thuyền cũng hoạt động, ngăn chặn ghe xuồng đi lại trên sông. Bãi biển còn đang lo âu thì vận may tới. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký hiệp ước sơ bộ 6 tháng 3 năm 46 với Pháp. Ngày 5 tháng 3, quân đội Anh rút khỏi Việt Nam, ta đỡ được một địch thủ lợi hại. Công việc mở hội nghị bầu chỉ huy liên khu Bình Xuyên được xúc tiến. Chỉ có các chỉ huy trưởng và phó chỉ đội trong liên khu được mời mà thôi. Biết ý đồ của Bảy Viễn, hai cha con Tám Mạnh, Hai Vĩnh vận động 10 lực 5 chẳng, 5 hà, 6 đối, không bầu Bảy Viễn. Do Bảy Viễn không đủ đa số ủng hộ nên ý đồ làm thủ lĩnh đành phải gác lại. Nhưng tới tháng 5 năm 46 thì vận may tới với Bảy Viễn. Khu trưởng Nguyễn Bình ký quyết định phong Bảy Viễn làm khu bộ phó chiến khu 7. Khu bộ phó thứ hai là Huỳnh Văn Nghệ, tức Tám Nghệ. Đó là một vinh dự lớn cho một tay giang hồ theo kháng chiến. Đám binh tôm tướng cá dưới trướng ông Bảy quyết định làm lễ lớn đón mừng chức khu bộ phó chiến khu 7 của chủ soái. Được phong khu bộ phó, Bảy Viễn làm lễ ăn mừng. Tin chi đội trưởng chi đội chính Lê Văn Viễn được vinh thăng khu bộ phó, đứng kế sau khu trưởng Nguyễn Bình. Trên đệ nhị khu bộ phó Huỳnh Văn Nghệ, chi đội trưởng chi đội 10, là một bất ngờ đối với Bảy Viễn cũng như đám thuộc hạ. Hai tên tài sang cho đây là một thủ đoạn nhằm lôi kéo Bảy Viễn đeo sát kháng chiến, nên nói xa nói gần. Ông Bảy có thấy việc đề bạc này có gì không bình thường không? Sao không bình thường? Bảy Viễn nạt năm tài. Không bình thường ở chỗ chi đội chính của mình chiến công đâu bằng chi đội 10. Tám Nghệ đánh nhiều trận chấn động ở Tràng Táo, Bảo Chánh, Đồng Xoài, Bầu Cá. Vậy mà Nguyễn Bình chỉ phong Tám Nghệ đệ nhị khu phó, đứng sau ông Bảy. Có phải đó là chuyện lạ không? Bảy Viễn gật gù. Mày nói đúng. Mình không có nhiều chiến công bằng Tám Nghệ, nhưng biết đâu Nguyễn Bình đưa mình đứng trước Tám Nghệ vì một lý do nào đó. Chẳng hạn như mình là dân giang hồ khét tiếng trong giới lục lâm, ông ta muốn đưa mình lên để làm ngọn cờ hô hào đám hảo hớn còn ở ngoài thành, nên noi gương Bảy Viễn mà ra bưng kháng chiến. Năm tài ngẫm nghĩ. Cộng sản làm gì cũng có ý đồ, họ chỉ nhắm cái lợi của họ mà thôi. Bảy Viễn gật. Đúng, nhưng cái lợi của họ cũng là cái lợi của mình. Cờ đến tay tội gì không phất. Năm tài. Đồng ý là ông Bảy phải phất, mà còn phải phất mạnh nữa kìa. Ta nên làm lễ đón nhận chức khu bộ phó thật long trọng để phô trương quy thế. Nếu ông Bảy đồng ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm làm trưởng ban tổ chức lễ này. Được, được. Mình mời hết các chỉ huy trưởng miền Đông tới dự cho sớm. Năm tài. Còn khách quý trên thành nữa chứ. Ông Bảy, tôi sẽ thảo thư mời hai ông Lâm Ngọc Đường, Maurice Thiên, rồi mời luôn cả các vị lãnh đạo tôn giáo như hộ pháp Phạm Công Tắc, giáo chủ Hòa Hảo Quỳnh Phú Sổ. Bảy Viễn gật. Đúng, nên mời khách quý trên thành, như vậy phải làm lễ sớm lên cho ra vẻ xứng đáng với khách quý. Từ Sang chèn vô. Về phần xây cất nhà khách, xây dựng khán đài tôi xin lãnh. Sẽ có máy phát điện sáng đêm, rồi sẽ có ban nhạc tân cổ đầy đủ. Bảy Viễn thích thú. Hay, tao khoái nhạc cổ, làm sao rước nhạc sĩ trên thành xuống biểu diễn cho sơm trò, nhất là giọng cổ, về khuya lai rai sáu câu nghe mới mùi. Từ Sang tức tốc tìm Hai Dậu, trưởng ban văn nghệ của chi đội chính. Hai Dậu dân Trà Vinh, học đàn kiềm từ nhỏ. Hai Dậu đàn cho các cánh lớn đại bang như Huỳnh Kỳ, Phước Cương, cho tới kháng chiến bùng nổ. Thất nghiệp một thời gian, rồi lên Sài Gòn đàn cho các quán có ca nhạc. Đến khi thấy không thể ở thành làm trò vui cho thiên hạ, Hai Dậu xách đàn vô khu tham gia kháng chiến và đầu quân Bảy Viễn. Cùng lúc nhạc sĩ Ngọc Thới là cháu vợ Bảy Viễn cũng ra bưng gia nhập chi đội dựng rễ. Hai anh một tân một cổ nhập lại làm ban văn nghệ chi đội chính khá sơm trò. Hai Dậu vâng lệnh Từ Sang về thành mời nhạc sĩ tên tuổi xuống giúp vui lễ tấn phong ông Bảy lên khu bộ phó. Hai Dậu quen thân với danh ca năm Cần Thơ và tìm tới nhà hàng của danh ca này ký hợp đồng. Cũng cần nói thêm là Hai Dậu rất đào hoa, từng kết bạn tâm tình với các cô đạo chánh các đại bang. Trong số này có cô năm Cần Thơ. Nghe Hai Dậu rủ ra khu chơi vài ngày, danh ca năm Cần Thơ hưởng ứng ngay. Cô nói: anh đánh giặc rầm rầm, còn mình ở lại thành đêm đêm ca hát phục vụ cho bọn trọc phú làm giàu trong chiến tranh, nghĩ mà nhục. Đi, em đi vô khu với anh hai một lần cho biết mặt ông Bảy Viễn.
được năm Cần Thơ Hai Dậu xẹt qua vũ trường Taparan, nay là Văn Cảnh, đường Phạm Ngũ Lão, Canh Mét, rủ luôn hai ba nhạc sĩ Chính Minh và Lê Yên. Chính Minh là nghệ sĩ nổi tiếng, sử dụng nhiều loại đàn như đàn gió, vĩ cầm, guitar. Còn Lê Yên chuyên thổi kèn trumpet. Cả hai vui lòng ra khu một chuyến để thay đổi không khí. Vậy là Hai Dậu hoàn thành sứ mạng với Tư Sang. Năm Tài thảo thư mời các yếu nhân trên thành xuống để phô trương ngài khu bộ phó. Tiếng ngài đặt trước chức khu bộ phó nghe lạ tai. Bảy vị mới đầu thấy kỳ kỳ, nhưng Tư Sang nói: mình giao du với các yếu nhân trên thành phố thì phải dùng ngôn ngữ của người ta, không thể ăn nói theo dân quê được. Giới trí thức họ sống có ngăn nắp lắm, chức nào cũng có danh xưng thích hợp, như anh lính, chú bếp, chú cai. Nhưng phải là thầy đội, ông quản, từ quận trưởng trở lên phải gọi là ngài. Khu bộ phó tương đương với đại tá, gọi là ngài là quá đúng. Xin ông Bảy chớ ngại. Năm Tài miệng lưỡi dẻo quẹo, cứ toan hót mãi. Bảy Diễn cũng không còn khó chịu khi nghe Tài gọi mình là ngài khu bộ phó. Nhưng tất cả các cán bộ và chiến sĩ kháng chiến đều thấy lạ tai, và cũng từ đó anh em bắt đầu kính nhi viễn chi ông khu bộ phó gốc giang hồ. Lễ tấn phong. Chốn rừng nước ngập mặn heo hút này bỗng trở thành nơi đô hội nhờ lễ tấn phong ngài khu bộ phó Lê Văn Viễn. Mái nổ đặt ở nơi xa để không làm ồn quan khách. Đèn điện sáng rọi xuống lòng sông. Nhà khách được dựng lên bằng cột tràm lá dừa nước, không ngăn vách như kiểu nhà công chợ đồng quê. Treo hoa kết dây dưới ánh đèn trông thật tuyệt. Dàn nhạc trỗi lên toàn là nhạc Tây, nhạc nhảy. Vì nhạc trưởng Chính Minh, Lê Yên là hai trụ cột của dàn nhạc vũ trường Taparan. Dân thành thị thì khoái rồi vì quen tai. Dân quê cũng thích vì lạ, tay chân ngứa ngáy, cà giật như khỉ mắc phong. Bia con cọp, nước cam, xá xị rót đầy bàn. Ai thích gì dùng nấy. Long trọng nhất là khi loa giới thiệu khách quý từ các nơi tới, như các chi đội trưởng Năm Hà, Mười Lực, Năm Chẳng, Hai Lung, Mười Trí, Tám Mạnh, Hai Vĩnh, Sáu Đối, Tư Huỳnh, Tư Quạnh, Tư Ti. Kể đến khách quý trên thành xuống, Lâm Ngọc Đường, Morris Thiên, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, giáo chủ Huỳnh Phú Sổ với đệ tử ruột là Trần Văn Soái, hỗn danh Năm Lửa. Năm Tài mặc đồ lớn trân trọng giới thiệu quan khách. Đúng vào lúc đó, một loạt đại liên nổ giòn. Các vị khách nữ hốt hoảng nhảy tót vô mình các ấn trượng phu nhờ che chở. Nhưng Năm Tài cho biết đó là tiếng súng chào đệ nhị khu bộ phó Huỳnh Văn Nghệ. Tất cả đều quay lại nhìn vị thượng khách mới tới. Bảy Viễn đứng lên chỉ ghế bành kế bên mình, mời Tám Nghệ đứng thẳng người, nhìn qua cử tọa khẽ cúi đầu chào. Anh Tám với tư cách là khách mời mà cũng là tai mắt của bộ chỉ huy khu. Từ lâu khu đã được báo cáo về hành tung của Bảy Viễn như giao du thân mật với dân Sài Gòn và hai vị lãnh đạo Cao Đài và Hòa Hảo. Loạt đạn nổ vang vừa rồi không biết là để chào mừng hay dằn mặt vị đệ nhị khu bộ phó. Trăm nghe không bằng một thấy. Tám Nghệ đã thấy tận mắt bốn vị khách quý trên thành xuống dự lễ tấn phong của Bảy Viễn. Năm Tài trịnh trọng mời ngài khu bộ phó Lê Văn Viễn lên phát biểu. Bài diễn văn do Tám Tâm soạn và đã được Năm Tài phê duyệt. Nhưng có vài câu làm Năm Tài giật nảy người. Bộ đội Bình Xuyên gồm phần lớn dân lao động nghèo, từng phải làm lục lâm thảo khấu mà sinh sống qua ngày. Nhưng giờ đây theo kháng chiến, tâm tư tình cảm anh em đã đổi khác. Từ dân giang hồ anh em trở thành các chiến sĩ yêu nước. Tuy nhiên anh em nên đề phòng những kẻ bất lương sống phè phỡn trên xương máu đồng đội. Năm Tài nhớ rõ bài diễn văn mà mình đã duyệt lại chắc chắn không có mấy câu đó. Vậy Tám Tâm nhét vô hồi nào? Bảy Viễn vừa đọc xong là Năm Tài xin lại bài diễn văn để kiểm tra. Ai thêm vô mấy câu này? Năm Tài rút gạch, Năm Tài rút viết gạch đích rồi trao cho Bảy Viễn. Bảy Viễn cười. Có ai thêm vô đâu. Bài diễn văn được Tám Tâm đánh máy sạch sẽ, lại có chữ ký của Năm Tài dưới mỗi trang, mà mày thắc mắc làm gì? Chính nhờ mấy câu đó mà người ta vỗ tay hoan nghênh quá trời đất. Dù cho qua, nhưng Năm Tài vẫn biết là Tám Tâm chơi xỏ mình và ngày đêm theo dõi hành động của Tám Tâm. Đầu hôm tân nhạc làm sôi nổi rùm beng, nhưng tới khuya thì cổ nhạc bắt đầu lên tiếng. Hai Dậu đờn kìm, Pontin đàn guitar, Mười Nguyên đàn tranh, Mười Một đàn dĩ cầm. Cô Năm Cần Thơ rồi cô Ba Bến Tre thay nhau hát những bản sở trường của mình, đã được thâu vô đĩa hãng Asia bán khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Quan khách, cán bộ và chiến sĩ đa số gốc nông dân nên rất mê giọng cổ. Đêm càng khuya tiếng đàn giọng hát càng rung động lòng người. Bảy Viễn cười nói. Thưởng thức giọng cổ phải thưởng thức tại đây, giữa đồng không mông quạnh mới đã.
còn nghe giọng cổ dưới Sài Gòn sao mà lãng xẹt, phải không quý vị? Tiệc vui cuối cùng cũng kết thúc, nhưng hai vị lãnh đạo Cao Đài và Hòa Hảo thì vẫn còn tiếp diễn. Khi quan khách đã về hết, hai vị này còn ở lại bàn chuyện cơ mật với ngài khu bộ phó. Các nhóm chính trị và giáo phái muốn liên kết lập một mặt trận liên tôn chống thực dân mà cũng chống cả Việt Minh, họ muốn ở giữa. Quỳnh Phú Sổ muốn đi thăm các chi đội Bình Xuyên như Liên Chi 23 để làm quen với Năm Hà, Sáu Đối, Mười Lực, Năm Chẳng. Bãi Biển liền cho liên lạc đưa Quỳnh giáo chủ qua Phước An ngay. Còn Phạm Công Tắc thì muốn kết nghĩa với chi đội 4 của Mười Trí. Khi thầy Tư Hòa Hảo, tên thường gọi của Quỳnh giáo chủ, và Năm Lửa tới Liên Chi 23 thì chánh văn phòng Ba Xuân bực lắm. Anh đã nghe tin Hòa Hảo cướp chính quyền thị xã Cần Thơ ngày 9 tháng 9 do con trai Năm Lửa là Trần Văn Hoành cùng em ruột họ Quỳnh là Quỳnh Phú Mậu và thi sĩ Việt Châu, cố vấn đặc biệt của Quỳnh giáo chủ, cầm đầu. Cuộc binh biến bất thành, Tây Bắc ba người lãnh đạo nói trên đem ra xử. Bây giờ thì Tư Hòa Hảo tới Liên Chi 23 để làm gì? Với tinh thần cảnh giác, Ba Xuân ôm khẩu tiêu liên toan thủ tiêu giáo chủ. Nhưng anh Năm Hà vốn trầm tĩnh, khóa tay khuyên Ba Xuân: người ta tới với danh nghĩa là khách, mình phải tiếp đón lịch sự. Chuyện đâu còn có đó, chớ vội vàng dục tốc bất đạt. Có thể nói số Quỳnh giáo chủ còn đó, nếu không thì chắc là đã bị Ba Xuân quá kiếp từ ngày đó. Mặt trận quốc gia thống nhất. Có một chuyện lạ là trong suốt thời kỳ giữ chức đệ nhất khu bộ phó, Bãi Viễn không bao giờ về Bộ Tư lệnh khu 7 họp. Bãi Viễn không rời căn cứ rừng sát của mình. Còn khu 7 thì lúc đầu đóng ở Tân Hòa Lạc An, tức chiến khu D. Khi Pháp quyết định diệt chiến khu D bằng những cuộc hành quân, hải lục không quân, nhảy dù, thì Nguyễn Bình dời tổng hành dinh về rìa Đồng Tháp 10, đóng dọc bờ sông Vàm Cỏ Đông. Đến năm 47 thì đóng sâu giữa Đồng Tháp 10, tại làng Nhân Hòa Lập, nằm dọc con kênh mang tên Thiếu tướng Dương Văn Dương. Vì sao Bãi Viễn không về họp? Trong quyết định đề bạc Bãi Viễn, Bộ Tư lệnh khu có ghi rõ, mỗi quyết định của Bộ Tư lệnh phải có hai chữ ký mới có giá trị. Mà Bãi Viễn thì đóng xa tổng hành dinh khu, nên các quyết định của Bãi Viễn phải cho người mang tới Bộ Tư lệnh khu để lấy thêm chữ ký của khu trưởng Nguyễn Bình hay khu phó Tám Nghệ. Về chi tiết này, Năm Tài đã to nhỏ với Bảy Viễn: nói ra sợ ông Bảy rầy, chứ tôi thấy chuyện Nguyễn Bình đưa ông Bảy lên làm đệ nhất khu bộ phó chỉ là cái bánh vẽ. Bảy Viễn nổi quạo: cái bánh vẽ? Mày nói rõ hơn cho tao nghe coi. Bánh vẽ là thế này: ông Bảy quyết định ký tên đàng hoàng đóng dấu đệ nhất khu bộ phó, vậy mà quyết định đó chẳng có giá trị gì, phải đưa cho Nguyễn Bình hay Tám Nghệ ký vô nữa thì mới có giá trị. Vậy là bánh vẽ rồi còn gì nữa. Bảy Viễn châu mày: mày phân tách rành rẽ như vậy tao mới thấy. Nhưng mà Tám Nghệ ký quyết định cũng phải có chữ ký của Nguyễn Bình. Năm Tài cười ranh mãnh: ý, nhưng Tám Nghệ và Nguyễn Bình là một phe, hai tay đó là cộng sản, còn ông Bảy là chiến sĩ quốc gia yêu nước, không đảng phái. Vậy là phe quốc gia là thiểu số, bị chèn ép. Ông Bảy có thấy không? Bảy Viễn đưa ra một lá thư: Nguyễn Bình mời tao đi họp ở Ba Thu, tao ngại gặp nó quá. Năm Tài đưa hai tay lên như can ngăn: ý, không được đâu, ông Bảy không nên đi, nếu cần thì phái ai đó đại diện. Nghe nói nhiều người vô đó rồi mất tích, có lẽ đã bị thủ tiêu cũng không chừng. Bảy Viễn vứt lá thư xuống bàn: vậy thì mình không đi, để mình cử Năm Hà bên Ly Chi 2 đi thăm dò xem đã. Năm Tài mừng rỡ: ông bà mình nói chí lý, thà làm đầu gà hơn đuôi phụng. Ông Bảy làm vua ở rừng sát này chẳng sướng hơn làm phó cho thằng trôi sông Lạc chợ Nguyễn Bình sao? Bảy Viễn nhăn mặt: mày nói nhiều quá, tao nghe không kịp, để cho tao suy nghĩ. Những lời xúc xỉm của Năm Tài thấm dần trong tâm trí Bảy Viễn. Đầu năm 48, cáo già Ba Răng và trung tá Savani được lệnh của cao quỹ đô đốc Arranglure xúc tiến thành lập mặt trận quốc gia liên minh gồm các đảng phái phản động chống phái Việt Minh. Tất nhiên Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên được quan tâm trước nhất. Đi đầu trong chủ trương theo Pháp là Trần Quang Vinh, về đầu Pháp rồi ký hiệp ước với tỉnh trưởng Tây Ninh, lôi hai chi đội 7 và 8 của Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thành Phong về bảo vệ tòa thánh Tây Ninh vào tháng 5 46. Tới tháng 8 46, hộ Pháp Phạm Công Tắc từ đảo Cormoré được Pháp phóng thích về lập quân đội Cao Đài chống Việt Minh. Năm Tài được lệnh phòng nhì khuyến dụ Bảy Viễn tham gia mặt trận này. Ông Bảy được nhiều người trên thành nhắc quá. Bảy Viễn cười: nhắc tao về việc gì? Thiên hạ muốn ông Bảy đứng ra chỉ huy một tổ chức cực kỳ quan trọng, đó là mặt trận quốc gia thống nhất. Mặt trận đó là mặt trận gì? Bảy Viễn hỏi. Như tên chỉ rõ,
đó là một mặt trận thống nhất các đảng phái quốc gia chống Pháp mà cũng chống Cộng sản, tức là Việt Minh. Bảy Viễn giật mình. Mày hết chuyện rồi sao Năm Tài? Tao là đệ nhất khu bộ phó chiến khu 7. Vậy là Việt Minh chánh cống, sao mày gợi ý cho tao đứng ra chống Việt Minh? Năm Tài cố thuyết phục. Ông Bảy chưa biết Cộng sản, họ có tin anh em giang hồ của ông Bảy đâu. Họ chỉ lợi dụng dân giang hồ theo kháng chiến được lúc nào hay lúc ấy. Ngay khi đưa ông Bảy lên chức khu bộ phó, Nguyễn Bình cũng tìm cách hạn chế quyền hạn của ông Bảy. Ký quyết định phải có hai chữ ký. Một chữ của ông Bảy không có giá trị gì. Bảy Viễn lại cho mày. Mày nói thêm về cái mặt trận quốc gia thống nhất cho tao nghe coi. Mặt trận gồm các giáo phái mạnh như Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Tịnh độ, Cư sĩ, Tinh lành, rồi các đảng phái quốc gia chống Cộng sản. Họ tập hợp lại để buộc cả Pháp lẫn Việt Minh phải chia quyền cho họ. Không ai được độc quyền chính trị. Sắp tới sẽ họp sơ bộ tại Bà Quẹo, có hộ pháp Phạm Công Tắc, có giáo chủ Huỳnh Phú Sổ tới dự. Bảy Viễn suy nghĩ khá lâu. Tao chỉ định mày đại diện tao đi họp, rồi về báo cáo trước đã, rồi sẽ tính sau. Thu thuế nuôi quân. Hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 năm 46 được ký kết. Theo đó, Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong khối Liên hiệp Pháp, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng. Việc thống nhất sẽ được quyết định bằng cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng bọn thực dân không tôn trọng hiệp ước này. Đô đốc Cao Quỷ Orangeluer tuyên bố hiệp ước không liên quan gì tới Nam Bộ. Hai tháng sau, vào ngày 7 tháng 5 46, đại tá Seddi, ủy viên Cộng hòa tới Nam Kỳ theo lệnh Cao Quỷ Orangeluer, lập ra chính phủ Nam Kỳ tự trị, đưa bác sĩ Nguyễn Văn Thinh làm thủ tướng. Tiếp theo đó, chúng lập mặt trận quốc gia thống nhất để ủng hộ chính phủ bù nhìn Nguyễn Văn Thinh, đồng thời chống Pháp Việt Minh. Từ trong bưng, khu trưởng Nguyễn Bình theo dõi diễn tiến của các hoạt động của thực dân và tay sai qua báo chí và qua báo cáo của các ban công tác thành. Nhận thấy vai trò phản động của mặt trận quốc gia thống nhất, Nguyễn Bình ra lệnh giải tán tổ chức này. Các ban công tác thành rải truyền đơn ném lựu đạn vào trụ sở mặt trận để cảnh cáo trước, nhưng phần tử ngoan cố. Trước hoạt động mạnh mẽ của quân đội của các ban công tác thành ở ngay sầu huyệt Sài Gòn, bọn Việt Giang hoảng sợ không dám tung hoành ngang dọc như trước. Thủ tướng Nguyễn Văn Thinh cũng tự thấy mình đi sai đường vì ngây thơ chính trị mà âm mưu thực dân Pháp, nên đã tự kết liễu mình bằng cách treo cổ trong tư dinh vào rạng sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 11 46. Khi Nguyễn Bình giải tán mặt trận quốc gia thống nhất, Bảy Viễn ngày đêm lo lắng, không rõ Nguyễn Bình sẽ có hành động gì với mình. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy khu đá động gì tới việc mình xé rào và đi đêm với các lãnh tụ Cao Đài, Hòa Hảo, nên Bảy Viễn bớt lo và tự giác ngừng giao du với các tổ chức chống phá kháng chiến. Nhưng giữa tháng 4 46 thì mơ ước của Bảy Viễn đã tan thành mây khói. Anh Năm Hà, tư lệnh Liên Chi 23, nhận được công điện của khu trưởng Nguyễn Bình về việc bầu chọn người thay thế cố thiếu tướng Ba Dương trong cương vị chỉ huy trưởng liên khu Bình Xuyên. Tin Năm Hà được chính thức nhìn nhận là chỉ huy trưởng liên khu Bình Xuyên thay anh Ba Dương được phổ biến khắp miền Đông. Bảy Viễn nuốt nước bọt chờ thời cơ sẽ tới trong những năm sau. Tuy không đả động tới việc Bảy Viễn tham gia mặt trận quốc gia thống nhất, nhưng Nguyễn Bình bắt đầu theo sát hành tung của Bảy Viễn. Phong cách lãnh đạo của Bảy Viễn có dáng vẻ giang hồ, có sự ngăn cách giữa cấp chỉ huy với chiến sĩ. Phần lớn cấp bộ đại đội là dân anh chị nên xem binh sĩ như lâu la em út. Cán bộ tiểu đoàn tách rời cấp dưới. Nghe sinh hoạt của Bảy Viễn chẳng khác như lãnh chúa, dưới trướng có nhiều bề tôi, sẵn sàng làm mọi việc theo lệnh Bảy Viễn. Xa xỉ phẩm do Lâm Ngọc Đường và Maurice Thiên cung cấp không bao giờ thiếu. Ở rừng mà có rượu chát đỏ, rượu chát trắng, rồi mặt ten, cô nhắc, xăm banh, bia con cọp, uống thay nước, cà phê sữa hộp, ca cao đủ thứ. Trên thành có gì, rừng sát có nấy. Nhưng điều mà Nguyễn Bình quan tâm nhất không phải là sinh hoạt đế vương của Bảy Viễn, mà là cách thu thuế nuôi quân của chi đội chính. Nhờ án ngữ hai con sông cái dẫn tới Sài Gòn Chợ Lớn, chi đội chính đón tất cả ghe thương hộ từ miền Trung và miền Tây lấy thuế. Để không bỏ sót, chi đội chính lập nhiều trạm thuế ở tất cả vàm rạch. Bảy Viễn thấy thu thuế là nguồn lợi lớn, nên chọn Ba Tuấn là con hội đồng thị ở Bến Tranh, Dầu Tiếng làm trưởng ban. Ba Tuấn có tú tài, khi kháng chiến bùng nổ, Ba Tuấn chưa biết đầu quân đâu, thì cha anh khuyên nên theo chú Bảy Viễn là người quen biết của ba. Khi làm trưởng ban thuế vụ của chi đội chính, Ba Tuấn mới thấy thương dân thương hồ. Bộ đội nào cũng đều có quyền gọi ghe buôn lại để thu thuế. Thành ra một ghe chở nước mắm từ Phan Thiết vô hay một ghe chở hộp dịch từ Mỹ Tho lên phải đóng bao nhiêu lần thuế. Ba Tuấn mở hội nghị với các chi đội, phân chia ranh giới thu thuế để tránh dẫm lên nhau.
và cũng tránh cho người dân buôn bán trên sông chịu nhiều đau khổ. Nhưng nạn giành nhau thu thuế đã đưa tới sự xung đột giữa chi đội chính và ban kinh tài của khu. Có đi không có về. Trong khi các chi đội ở miền Đông theo chỉ thị của khu trưởng Nguyễn Bình lo tăng gia sản xuất để nhân dân nhẹ phần đóng góp nuôi quân, thì chi đội chính thu thuế các ghe thương hộ. Các quận Nhà Bè, Cần Đước, Cần Giuộc đều có ban thu thuế, nên các nhân viên thu thuế đụng ghe nào cũng thu. Dân đi buôn trên sông nước kêu trời như bọng. Từ ngày Ba Tuấn làm trưởng ban thuế vụ chi đội chính thì có sự phân ranh rành mạch. Nhưng nguồn thuế lớn nhất cho kháng chiến là ngay trong thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Các hãng xưởng lớn đều gửi tiền nuôi quân hàng năm. Đóng góp nhiều nhất là giới chủ nhà thuốc Tây. Không chỉ gửi tiền mà còn gửi thuốc men vô khu. Về sau nhận thấy ủng hộ tiền bạc thuốc men chưa đủ, hai ông dược sĩ có tiệm thuốc Tây tại Sài Gòn là Hồ Thu quê Phan Thiết và Bùi Quang Tùng quê Bến Tre bỏ thành vô khu theo kháng chiến. Người Tàu ở Chợ Lớn thì có người đóng, người không. Chủ nhà hàng Đại Thế Giới viện cớ đã đóng thuế cho Tây rồi, không thể đóng cho Việt Minh được. Vậy là phải dùng biện pháp mạnh với tay này. Ban công tác lập kế hoạch bắt cóc đưa vô khu, giải thích cho anh ta biết giới tư sản kinh doanh trên đất nước Việt Nam phải có nghĩa vụ đóng thuế lợi tức cho chính phủ Việt Nam. Pháp chỉ là kẻ tạm chiếm mà thôi. Đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn phải mở một phiên tòa hẳn hoi, đưa tên chủ Đại Thế Giới ra xử, hắn mới chịu khẩu phục tâm phục. Trở lại ban thuế của chi đội chính ở Chợ Lớn, người phụ trách là ông Bồ Văn Kiểu. Ông Kiểu là dân tài tử, thuở trẻ có học quyền Anh, rất mê đàn ca, kết bạn với các nghệ sĩ cải lương, chơi thân với các lực sĩ đá banh, quần vợt, đua xe đạp. Lúc Tây đánh chiếm Sài Gòn ngày 23 tháng 9 45, ông Kiểu được giao quản lý nhà máy đường Hiệp Hòa. Sau đó ông được Bảy Viễn mời phụ trách thu thuế các chành lúa trong Chợ Lớn. Các nhà máy xây phần lớn đều ở bến Bình Đông, xa trung tâm thành phố và thuận đường nước, kế bên kênh rạch. Các ghe lúa gạo từ miền Tây lên đây bán cho chành, hầu hết chủ chành là người Tàu. Muốn thu thuế phải túc trực sẵn, như dân quê nói, đụng đâu sâu đó, hay thấy mặt đặt tên. Người Tàu không tha thiết với chính trị, họ chỉ lo làm ăn thôi, cho nên thu thuế không phải chuyện đơn giản. Ông Kiểu gần như ngày đêm luôn luôn có mặt tại chành. Trong thời bình thì chẳng có gì đáng nói, nhưng đây là thời chiến, bọn Pháp cứ đi tuần tiểu, nhất là các vùng ngoại ô gọi là xôi đậu. Sáng ngày là của Tây, nhưng từ chạm vạng trở đi là của ta. Rất nhiều lần trong tuần, ông Kiểu phải chém dè khi đụng tay ruồng bố. Do tích cực thu thuế nên số thu chi của chi đội chính do ông Kiểu đem lại rất lớn. Chuyện này tới tai ban kinh tài của khu. Trưởng ban kinh tài khu là người thiếu tầm nhìn xa, chỉ thấy lợi ích của đơn vị mình, nên nghĩ cách giành nguồn thu nhập quá lớn này. Anh ta báo cáo về khu, đề nghị dẹp trạm thuế ở các chành lúa gạo bến Bình Đông. Vì thu nhập đó chỉ giúp cho Bảy Biển sống phè phỡn, còn binh sĩ chi đội chính vẫn thiếu thốn đủ mọi bề. Nhưng thật tai hại, không rõ anh ta báo cáo thế nào mà trong một đêm tối trời, ghe của ông Kiểu đậu bên bờ kinh bị mấy loạt đạn tiểu liên. Ông Kiểu chết tại trận. Không ai nhận là tác giả, nhưng loạt tiểu liên đó chỉ biết một cán bộ thuế đắc lực và dũng cảm dám bám sát vùng ngoại ô để thu thuế, nuôi quân phải hy sinh một cách bí hiểm. Hay tin này, giáo sư Hồ Văn Lái, nguyên là thầy dạy vẽ trường trung học Petruski, lúc đó là trưởng ty tuyên truyền đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn đóng ở Vườn Thơm, sửng sốt nói với các bạn: "Mình biết anh Bộ Văn Kiểu, anh là một người có tâm hồn nghệ sĩ, dám bám sát các chành lúa ở Bình Đông là dũng cảm hơn người, vì Tây lui tới ngày một. Rất tiếc là do các ban thu thuế tranh giành nhau mà anh Kiểu chết lãng." Hay tin Bộ Văn Kiểu tử nạn, Bảy Biển rống lên: "Tụi bay điều tra coi thằng nào ám hại cán bộ thuế của tao. Chắc chắn là thằng trưởng ban kinh tài của khu, nó muốn tranh giành nguồn thuế. Tao ra lệnh cho tụi bay thủ tiêu thằng đó, có gì tao chịu trách nhiệm." Những vụ tranh giành thu thuế giữa chi đội chính và ban kinh tài khu ngày càng gay gắt. Có khi hai bên nổ súng thị uy nhau. Khu phải họp giải quyết nạn thu thuế vô tội vạ. Nguyễn Bình gửi thư mời đệ nhất khu bộ phó Bảy Viễn về khu để họp bàn giải quyết. Nhưng Bảy Viễn lo sợ Nguyễn Bình sẽ thủ tiêu mình như bọn Tài Sang ngày đêm hù dọa, nên Bảy Viễn đề cử Năm Hà đi thay. Năm Hà lúc đầu cũng sợ về khu vì nghe tin đồn có đi không có về. Năm Hà đề nghị khu phải đưa thư ký riêng của Nguyễn Bình là anh Hai Trọng, tức Lương Dân Trọng, xuống Ly Chi 2-3 làm con tin thì mới dám đi. Chuyện nghi kỵ nhau lúc đầu thật buồn cười, nhưng thật ra cũng dễ hiểu. Vì Phong Nhi cố tình gieo chia rẽ giữa Việt Minh Cộng sản và những phần tử kháng chiến quốc gia. Năm Hà lên khu, thấy Nguyễn Bình,
Tám Nghệ đối xử thân tình mới hết nghi ngờ. Trở về Phước An, Long Thành, Năm Hà cười bảo Hai Trọng. Có chuyện gì đâu, trên đó cũng như dưới này, ai cũng một lòng đánh Tây, đâu có phân biệt trí thức hay giang hồ, quốc gia hay cộng sản. Rõ ràng là mình bị bọn địch ly gián. Hồn ai nấy dữ. Tuy mặt trận quốc gia thống nhất cũng được gọi là mặt trận quốc gia liên hiệp bị Trung tướng Nguyễn Bình giải tán, Hộ Pháp Phạm Công Tắc vẫn tiếp tục thúc đẩy quân đội Cao Đài ráo riết đánh phá vùng rừng núi, lấn chiếm các khu giải phóng. Cái thế của Hộ Pháp là kỳ hổ nan hạ, đã lỡ leo lên lưng cọp rồi nhảy xuống là bị thực dân thịt ngay. Khu 7 và tỉnh Tây Ninh chủ trương mở rộng đoàn kết, nhiều dân tiếp xúc với các chức sắc cao cấp trong tòa thánh mời tham gia việc mình và vận động tín đồ Cao Đài tham gia kháng chiến như những ngày đầu giành chính quyền. Nhưng các chức sắc cao cấp Cao Đài ngã theo Hộ Pháp chống đối Việt Minh và trở thành công cụ đắc lực cho thực dân. Được Pháp tiếp tế súng đạn, trả lương hàng tháng, quân đội Cao Đài hành quân liên miên gây khó khăn cho vùng tự do. Trong tình thế đó, khu 7 thành lập các liên quân đương đầu với quân đội Cao Đài đang thọc sâu vào vùng tự do. Qua tình báo, khu 7 biết Pháp sẽ làm lễ giao súng ống cho quân đội Cao Đài tại tòa thánh Tây Ninh vào đêm giao thừa Tết Đinh Hợi nhằm ngày 21 tháng 1 năm 1947. Tham mưu trưởng khu 7 Quỳnh Kim Trương chủ trương đánh ngay đầu não địch để phá vỡ lễ giao súng cho quân đội Cao Đài. Nhưng cuộc tấn công không đạt được mục đích mong muốn về quân sự cũng như về chính trị. Hộ Pháp Phạm Công Tắc rải truyền đơn thanh minh rằng tòa thánh trá hàng lãnh súng của Tây để sau này đánh đại Tây, và yêu cầu Việt Minh giao chiến trường Tây Ninh cho họ. Đồng thời tòa thánh mời Việt Minh cử đại diện vô tòa thánh hội đàm. Khu chỉ định 3 người, Dương Minh Châu, Nguyên Hữu Dụ và Trần Văn Đẩu vô hội đàm với các chức sắc cao cấp Cao Đài trong 2 ngày. Kết thúc, cuộc họp không đem lại kết quả nào, nhưng hậu quả thật là đáng tiếc. Vừa về tới căn cứ thì bị Pháp hành quân chụp đúng cơ quan, nên luật sư Dương Minh Châu, chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chánh tỉnh, hy sinh. Các cuộc thanh trừng ngày càng ác liệt, dân vô tội ngã gục giữa hai thế lực giao tranh. Đó là những năm đen tối trên chiến trường miền Đông. Trước tình thế đó, Bảy Viễn càng tách rời Nguyễn Bình. Năm Hà còn về khu họp một lần, còn Bảy Viễn thì hồn ai nấy dữ. Xung đột Cao Đài Việt Minh chưa ngã ngũ thì lại xảy ra mâu thuẫn Hòa Hảo Việt Minh. Mâu thuẫn này bắt đầu từ tháng 9 năm 45, khi giáo chủ Huỳnh Phú Sổ tới Lâm ủy hành chính Nam Bộ yêu cầu đồng chí Nguyễn Văn Tây giao 4 tỉnh có tín đồ Hòa Hảo cho ông ta trông coi. Ông Nguyễn Văn Tây chỉ lên bản đồ Việt Nam treo tường nói: đất nước Việt Nam là một, không ai có quyền chia cắt, tôi đâu có quyền làm theo yêu cầu của giáo chủ. Sau đó ngày chính thức chính, Trần Văn Thành là con Trần Văn Soái tức Năm Lửa, cùng em giáo chủ là Quỳnh Sanh Mậu và cố vấn giáo chủ là thi sĩ Việt Châu Nguyễn Xuân Thiếp cầm đầu nhóm tín đồ Hòa Hảo tấn công Chợ Cá Cần Thơ. Đến tháng 4 năm 47, Hòa Hảo được sự hỗ trợ của quân đội Pháp lại nổi lên chiếm được một số làng xã trong quận Tân Châu, Châu Đốc, Chợ Mới, Long Xuyên và Châu Thành, Sa Đéc. Khu chính lại tổ chức hai cánh quân tảo thanh Hòa Hảo. Đây cũng là những năm đen tối, đất nước chìm trong cảnh nồi da sáu thịt do âm mưu chia rẽ để trị của bọn thực dân. Bãi Viễn học được cái khôn của người xưa là tọa sơn quan hổ đấu, vừa xem vừa rút kinh nghiệm, và Bãi Viễn đã tìm cho mình con đường lội giữa hai dòng nước, không theo Pháp cũng không theo Việt Minh. Đây cũng là cao kế của quân sư Năm Tài. Bảy Viễn nghe theo cố vấn Tư Thiên chọn thế án binh bất động, không đánh Pháp trên hai sông Lòng Tàu và Xoài Rạp, tất nhiên cũng không đụng độ bộ đội Việt Minh, biến chiến khu rừng sát thành một căn cứ an toàn không tiếng súng. Cái lợi trước mắt là khỏe thân mà lại được tiếp tế điều điều, đúng là lãnh chúa sống đời đế vương trong thời loạn. Nhưng tình báo của khu đã phát hiện những dấu hiệu đi đêm của Bảy Viễn và khẩn cấp báo về khu. Đi đêm có ngày gặp ma. Sau khi vị hoàng đế cuối cùng Triều Nguyễn thức thời trao ấn kiếm và tuyên bố một câu để đời: trẫm thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Chính phủ Hồ Chí Minh mời cựu Hoàng Bảo Đại, nay là công dân Vĩnh Thụy, làm cố vấn nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng không bao lâu sau, trong một chuyến công du Trung Quốc, Bảo Đại bay sang Hồng Kông ở luôn không về. Pháp đưa Bảo Đại lên làm quốc trưởng, lập chính phủ trung ương, đưa đại tá Nguyễn Văn Xuân lên làm thủ tướng, song song với bộ máy hành chính. Thực dân lập những chiến khu quốc gia ngay trong vùng Việt Minh, kêu gọi các chiến sĩ kháng chiến trở về với chính phủ quốc gia do cựu Hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng. Một trong những chiến khu quốc gia đầu tiên là chiến khu quốc gia Bình Quế Tây.
nay là Bình Thành. Tình báo của ta đã gửi báo cáo về chủ trương mới của thực dân nhằm chia rẽ nội bộ Việt Minh, tách rời những người có tư tưởng quốc gia khỏi sự lãnh đạo của mặt trận Việt Minh. Trung tướng Nguyễn Bình cho người về Bình Quế Tây nghiên cứu tình hình. Giữa năm 47, địch đưa lính Cao Đài về đóng đồn tại Bình Quế Tây. Địch chọn nơi đây vì Bình Quế Tây như một bán đảo nằm dọc sông Sài Gòn, uốn khúc quanh co khi chảy qua khỏi cầu Bình Lợi. Trước đây, chính phủ Lê Văn Hoạch đã đưa những phần tử mất tinh thần bỏ ngủ ra thành đầu hàng địch. Chúng dùng những người này làm cò mồi, len lỏi vào vùng tự do, xuyên tạc kháng chiến, gây bất mãn và lôi kéo những người lừng khừng về chiến khu quốc gia Bình Quế Tây. Nắm được tình hình, khu giao chia đội 1, chọn người cài vô ban chỉ huy chiến khu quốc gia này. Đây là đơn vị của Cao Đài Tây Ninh, nên ta phải chọn người có liên hệ mật thiết với Cao Đài. Người được chọn là anh Hoàng Của. Địch đánh giá Hoàng Của ngon lành nên phong chức tham mưu trưởng. Hoàng Của đưa bộ đội Cao Đài của anh cỡ một đại đội vào. Phải mất nửa năm mới xây dựng được lực lượng chém dè của ta trong chiến khu quốc gia Bình Quế Tây. Khi đã thấy chín mùi, ta bắt đầu đại phá vào 2 giờ chiều ngày 10 tháng 12 năm 1947. Dẫn mánh cổ điển, tổ chức đá banh giữa hai đội láng giềng. Trong khi đôi bên vào giữa trận, ta nổ súng lệnh chụp bắt các phần tử nguy hiểm. Các kho đạn đã được bố trí người chiếm lấy súng phát cho bộ đội của mình. 5 sĩ quan địch bị bắn chết tại chỗ. Đội quân nằm dùng thu gọn chiến lợi phẩm cả kho. Vượt sông Sài Gòn, đã có bộ đội đón sẵn mà chỉ huy là anh Lương Đường Minh. Song song với chiến khu quốc gia Bình Quế Tây, địch tiếp xúc bảy biển lập chiến khu quốc gia Rừng Sát. Theo Trung tá Phòng nhì Antoine Savani, một tên cáo già gốc ở đảo Cork, từng là tay đánh cướp khét tiếng, cưới vợ Nam Kỳ, ăn được mắm sống, nói tiếng Việt rành như người Việt, thì chiến khu quốc gia Rừng Sát quan trọng gấp 10 lần chiến khu quốc gia Bình Quế Tây. Về vị trí chiến lược, Rừng Sát là yết hầu của Sài Gòn. Thứ hai, Rừng Sát là căn cứ Bình Xuyên, thiện chiến hơn quân đội Cao Đài. Nắm được bảy biển thì biến căn cứ Rừng Sát thành chiến khu quốc gia số 1 của nước Việt Nam, của quốc trưởng Bảo Đại. Theo thủ tục hành chính, Savani truyền lệnh cho Lâm Ngọc Đường, Đường lại chuyển tới Maurice Thiên. Tư Thiên đích thân xuống Rừng Sát to nhỏ chuyện cơ mật với lãnh chúa Rừng Sát. Chuyện không lạ, vì trước đó, quân sư Năm Tài đã gợi ý cho bảy biển án binh bất động đứng giữa hai bên Pháp và Việt Minh, mà vẫn được Pháp tiếp tế súng đạn và nhu yếu phẩm. Maurice Thiên trình bày nội dung hiệp ước phòng nhì định ký với bãi diễn. Chi đội chính án binh bất động, không đánh các tàu Pháp từ Vũng Tàu vô Sài Gòn và từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, đồng thời không đánh các tàu vận tải Pháp từ Sài Gòn qua Nam Giang và từ Nam Giang xuống Sài Gòn. Pháp sẽ không hành quân đánh vô Rừng Sát suốt thời gian hiệp ước có hiệu lực. Ngoài ra, Pháp sẽ chu cấp súng đạn, nhu yếu phẩm cho chi đội chính theo yêu cầu. Bãi biển suy nghĩ lung lắm về ba điều khoản trong hiệp ước. Riêng về chi đội chính thì dễ thôi, nhưng Rừng Sát với hai con sông lớn là sông Lòng Tàu và Xoài Rạp có rất nhiều bộ đội đóng quân. Như Lý Nhơn có bộ đội Gò Công chạy sang đóng nhờ, chi đội 7 của Hai Vĩnh, bộ đội Tư Hoành. Nếu đám này mà đâm hứng phục kích tàu Tây hay tàu Hàn thì ăn làm sao nói làm sao với trùm Savani đây. Maurice Thiên liền trấn an bãi biển. Chuyện ai nấy lo, phần chi đội chính của anh kể như xong, còn các chi đội khác sẽ tính sau. Nếu xảy ra bất ngờ thì tôi sẽ nói rõ, đó là chuyện ngoài ý muốn của bảy viễn. Thế là bảy viễn đã âm thầm đi đêm với phòng gì qua trung gian người bạn chí thân là Maurice Thiên. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Khu đã nhận được tin tối mật này, dù bảy viễn giữ bí mật tuyệt đối. Hết tập 3, còn tiếp